chào mừng các bạn quay trở lại cùng xe 102. Ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá hành trình 50 năm của chú ngựa hoang Fort Marston làm điên đảo thế giới. Cùng bắt đầu thôi nào! Để nhắc tới hành trình của những chú ngựa hoang Fort Marston, phải kể đến bắt đầu từ những năm 60 khi mà tàn dư của chiến tranh đã đi qua nước Mỹ. Khi này, giới trẻ là người mua xe chủ yếu. Và tại thời điểm này thì phó tổng giám đốc của công ty Ford là ông Lee Lecocq. Ông cho yêu cầu ra mắt một dòng xe dành cho giới trẻ và dòng xe này thì phải đạt được 4 tiêu chí là dòng xe thể thao, có bề ngoài thời thượng, có giá rẻ và có động lực mạnh mẽ. Mặc dù những điều kiện này có thể là ít nhưng nó đã phần nào phản ánh được những nhu cầu về xe của giới trẻ thời bấy giờ. Chính vì vậy, nó giúp cho nhà thiết kế có càng nhiều ý tưởng và lựa chọn để hình thành và thiết kế một chiếc xe. Đại đa số mọi người đều vô cùng nhiệt tình với công việc và vô cùng hy vọng vào sự ra đời của con cưng của họ. Đồng thời, tốc độ hoàn thành chiếc xe này cũng tương đối nhanh, chỉ trong vòng có 1 năm rưỡi đã hoàn thành việc thiết kế và sản xuất. Theo lời kể của vị chuyên gia Gil Himahat, thì chiếc mô hình thử của chiếc Fort Marston không chỉ được công nhân, người thiết kế mà cả những người thử xe đều rất thích. Trên đường đua thì chiếc xe này chỉ kém với chiếc F1 đúng 1 giây mà thôi. Mặc dù chiếc xe này đã khiến rất nhiều người yêu thích, nhưng lại có một người không thích chiếc xe này, đó chính là giám đốc điều hành Henry Ford II, Fort Marston ở thời điểm đó. Henry Ford II, ông này không được coi là người độc tài, nhưng ông ta là một người nhát gan và vô cùng sợ thất bại. Ông ấy trước đây dùng 10 năm để nghiên cứu và sản xuất ra chiếc xe S, nhưng kết quả là chưa đến 3 năm đã dừng sản xuất. Vì vậy mà ông ta cho rằng chiếc xe mà tôi nghiên cứu 10 năm còn chẳng đâu vào đâu, thì chiếc xe sản xuất có 1 năm rưỡi thì làm sao mà bán chạy được. Nếu mà xảy ra vấn đề gì thì ai sẽ gánh trách nhiệm? Ông ta cảm nhận rằng chiếc xe nghiên cứu trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta vẫn chưa có thời gian nghiên cứu thị trường, cũng không biết phản hồi khách hàng tiêu dùng ra sao, thêm vào đó chất lượng xe chưa được đảm bảo, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn ông ta. Sau đó, ông ta gọi lại những nhà thiết kế rồi yêu cầu họ làm lại. Và sau đó thì phó giám đốc điều hành Lee Lecocq đã ra sức thuyết phục giám đốc điều hành, bởi vì phó giám đốc điều hành rất yêu thích chiếc xe này. Và sau một thời gian thuyết phục, vị giám đốc cũng phải miễn cưỡng đồng ý, nhưng với điều kiện là phải khống chế được giá thành sản xuất và không được làm quá to. Chính vì vậy, chiếc xe này chỉ được dùng hệ thống car suspension và hệ thống động lực cũ để giảm bớt rủi ro. Nhưng kể cả thế thì chiếc xe Ford Marston đời đầu được sản xuất khi được tung ra thị trường thì lập tức tạo được một cơn bão. Tiêu thụ ngày đầu tiên 22.000, một năm bán ra được 400.000 chiếc, 20 tháng đã tiêu thụ được hơn 1 triệu chiếc. Việc chiếc xe này bán ra vô cùng chạy như những cái tát thật mạnh vào một mặt vị giám đốc điều hành. Bởi sản lượng chiếc Audi bán ra một năm không bằng 1/3 lượng Ford Marston đời đầu bán ra. Nhưng việc chiếc xe này mỗi ngày bán ra được 1.200 chiếc thì vẫn chưa đáp ứng được hoài bão mong muốn của các vị thiết kế. Vì vậy, họ muốn đưa Ford trở thành chiếc xe ưa chuộng trên toàn thế giới. Tại thời điểm đó thì xuất hiện một vị thiết kế thiên tài đã làm thay đổi lịch sử, đó chính là vị thiết kế Carlo Shelby. Vị thiết kế này hợp tác cùng với Ford sản xuất ra dòng xe GT40, chiếc xe cho tương lai, và khiến cho ông vua tại thời điểm đó là Ferrari thua cuộc không muốn tham gia bất kỳ giải đấu 24 giờ Le Mans nào nữa. 1965, ông mới thiết kế động cơ 4.7 lít V8 Carcot đạt đến 306 mã lực. Đồng thời, trên xe thiết kế những đường viền màu xanh, đặt tên cho nó là Marston GT350. Chiếc xe này nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu khi 3 năm liên tiếp giành được chức quán quân trên đường đua, từ đó phá vỡ mọi kỷ lục và danh tiếng của chiếc xe cũng được tuyên truyền ở khắp nơi trên thế giới. Trong đoạn thời gian này thì Mỹ lại sản xuất một chiếc xe có tên là Pony Car, thường được mọi người gọi đến là chiếc xe ngựa con. Nó được thiết kế như Ford Marston, hai cửa 4 chỗ ngồi, có nắp động cơ tương đối dài, đuôi ngắn hơn nhưng lại rẻ hơn 2.500 đô. Vì vậy, nó vô cùng được giới trẻ yêu thích. Chiếc xe này cũng là chiếc xe để mạnh sự phát triển của công nghiệp ở Mỹ. 1969 Chevrolet, AMC hay Chrysler đều lựa chọn mô hình sản xuất giống Pony Car, tạo ra sự uy hiếp cực kỳ lớn đến vị thế của Ford. Khi mà Ford bị các nhãn hiệu khác vây quanh thì đã cho ra đời một dòng xe có thể gọi là vua của các dòng xe lúc bấy giờ là GT500KA, dòng xe có sử dụng động cơ 7.0 V8 FE. Và đây cũng là động cơ giúp cho chiếc Ford Marston đánh bại Ferrari trong giải đấu 24 giờ Le Mans. Từ đó, Ford giành được danh tiếng, đồng thời sản lượng sản xuất tăng vô cùng nhanh. Có thể nói trong thời điểm đó không có một chiếc Pony Car nào có thể vượt được sản lượng của Ford. Đến những năm 70 thì Ford thực sự gặp phải đối thủ của mình. Tuy nhiên thì điều bất ngờ là đối thủ của Ford không phải là Ferrari hay bất kỳ một thương hiệu nào khác, mà đó chính là khủng hoảng dầu mỏ. Thời điểm này Ford có hai sự lựa chọn. Một là giống như các nhà máy khác ngừng sản xuất đợi cơn khủng hoảng đi qua,
Lựa chọn thứ hai là nghiên cứu động cơ tiêu tốn ít xăng dầu. Ford lựa chọn phương án thứ hai, họ thay thế bằng động cơ V6 4 xi lanh thẳng hàng nhằm giảm hao tốn xăng dầu. Nhưng chiếc xe này đưa vào thị trường chưa được 1 năm thì xuất hiện những mâu thuẫn ở trong nội bộ. Họ không muốn dừng sản xuất Ford Mustang, cũng không muốn đưa động cơ V6 này vào. Vào năm 1975 thì Ford đưa lại vào chiếc xe của mình động cơ V8 và không ngờ vì điều này mà sản lượng được khôi phục trở lại. 4 năm liên tiếp, Ford đời thứ 2 đạt thành tích bán ra 100.000 chiếc. Mặc dù sau cuộc khủng hoảng về dầu mỏ, nhưng thành tích cũng không tồi, đồng thời họ cảm nhận được sự uy hiếp từ xe của Nhật và Đức. Sau những năm 70 thì chiếc xe muscle car của Mỹ đã bị xe của Nhật đẩy đến mức đường cùng, còn Ford bắt đầu quan tâm để ý tới những ưu điểm nổi bật của xe Nhật, châu Âu và của Đức. Từ đó thế hệ thứ 3 của Ford ra đời, mang cho mình nhiều đặc tính của châu Âu hơn nhưng vẫn giữ được những nét riêng, động cơ V6 2.8, động cơ 4 xi lanh 2.3 và động cơ V8 5.01. Thế hệ thứ tư của Ford Mustang ra đời là chiếc xe mang dòng máu lai. Chiếc xe này thì có khuynh hướng giống với chiếc xe của Nhật Bản nhưng có động cơ lên tới 215 mã lực. Và những năm sau thì chiếc xe Ford Mustang không ngừng được cải tiến. Đến năm 2003 thì chiếc xe Pony Car cũng dẫn đến bước đường dừng sản xuất và chỉ còn lại Ford Mustang. Ford Mustang phải một mình đối mặt với những chiếc xe của Nhật Bản và châu Âu. Năm 2005 thì thế hệ đời thứ 5 của Ford Mustang ra đời với hình dạng Focus. Chiếc xe không chỉ mang lại những thành công vang dội mà còn là một luồng gió mới đẩy mạnh ngành công nghiệp ô tô Mỹ. Đây là lần thứ hai nó vực dậy cả một thị trường ô tô của Mỹ. 2008 xe Dodge bắt đầu được phát triển, 2009 thì Chevrolet cũng vực dậy và phát triển. Chiếc xe thế hệ thứ 6 của Ford Mustang được coi là chiếc xe đầu tiên được phát hành ra nhiều quốc gia trên toàn thế giới và cũng là chiếc xe tiên phong đưa hình ảnh của xe Mỹ ra bạn bè quốc tế. Bạn có cảm nhận gì về chặng đường 50 năm của chú ngựa hoang Ford Mustang làm điên đảo thế giới? Hãy để lại cho chúng tôi ở phần comment nhé! Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những số video tiếp theo. Say goodbye!